có thuốc nào mà nó giá 20 triệu mà đúng là nó đạt được cái hiệu quả như là có phẫu thuật ấy, thì mình cũng khuyên bạn là thôi bạn cứ mua thuốc này về dùng, và bác sĩ Cường cũng đi bán thuốc chứ bác sĩ Cường cũng không cần phải đi làm phẫu thuật nữa. Có quan điểm cho rằng giờ người ta đã sử dụng thuốc xe khít hết rồi, ai còn tốn tiền đi phẫu thuật vùng kín nữa đâu. Bác sĩ Cường nghĩ sao về quan điểm này? Câu hỏi này rất là thú vị. Thế bác sĩ Cường muốn hỏi lại là các bạn thử nghĩ mà xem, mình đặt ngược lại câu hỏi, nếu thật sự là những cái thuốc mà xe khít hoặc những cái giải pháp xe khít mà không cần việc phẫu thuật, thì nếu mà như thế thì liệu có các bác sĩ có cần quan tâm đến việc là phẫu thuật làm gì hay không? Đương nhiên là này là cái câu trả lời đấy sẽ được trả lời ngay là một là các cái bạn, những người bán thuốc xe khít thì hầu như các bạn sẽ không thấy là các bác sĩ bán thuốc xe khít, tại vì nếu mà các bác sĩ mà bán thuốc xe khít ý, mà nó không có hiệu quả thì các bạn sẽ đến bắt đền được. Còn các bạn mua thuốc ở trên mạng ý, nó không xe khít đến các bạn cũng chả bắt đền với ai được. Đấy là việc đầu tiên. Thứ hai là này là các cái thuốc xe khít ý, thì thường là chi phí nó rất là rẻ. Bác sĩ Cường đã từng xem những cái chi phí người ta bán này, bán thuốc xe khít giá 200.000 một viên, và đặt cái là này là xe khít để âm đạo. Mình nghĩ đơn giản thôi, nếu cái viên thuốc đấy nó giá 20 triệu chẳng hạn, cao hơn giá phẫu thuật, thì liệu các bạn có suy nghĩ bạn mua không? Và nếu mà liệu cái thuốc nào, có thuốc nào mà nó giá 20 triệu mà đúng là nó đạt được cái hiệu quả như là có phẫu thuật ấy, thì mình cũng khuyên bạn là thôi bạn cứ mua thuốc này về dùng, và bác sĩ Cường cũng đi bán thuốc chứ bác sĩ Cường không cần phải đi làm phẫu thuật nữa. Các bạn có biết là phẫu thuật, để mà làm được cái phẫu thuật đấy với các bác sĩ thì nó không hề dễ một chút nào, và cái trách nhiệm của bác sĩ mà sau làm phẫu thuật ấy, thì nó phức tạp hơn rất nhiều so với việc bán thuốc. Tại vì sao? Tại vì là sau phẫu thuật xong nó có nguy cơ biến chứng, nó có nguy cơ nhiễm trùng, và thường ý, câu chuyện thường xuyên của bác sĩ Cường là này là: bác sĩ ơi, em hiện tại bây giờ em hơi bị da tí dịch hồng, em sau làm phẫu thuật 3 ngày thì có vấn đề gì không? Hay là: bác sĩ ơi, em làm phẫu thuật tạo hình môi bé xong bây giờ nó vẫn còn đang sưng, liệu em có vấn đề gì không? Em gửi ảnh cho bác sĩ xem lá này có vấn đề gì không? Và rõ ràng là cái việc đấy, việc chăm sóc của phẫu thuật ý, nó phức tạp hơn rất nhiều so với việc là nếu mà có thuốc nào mà bán được. Vì thế nên là mình khuyên là các bạn ý, khi mà làm một người tiêu dùng muốn mua một cái sản phẩm nào, hãy tư duy, hãy suy nghĩ là liệu cái sản phẩm đấy nếu nó tốt thật sự như thế, liệu nó có rẻ hay không. Thật sự là này là chả có cái gì vừa tốt vừa ngon vừa bổ vừa rẻ cả, và vừa ngon vừa bổ vừa rẻ chắc là chỉ có mỗi là bố mẹ mình cung cấp cho mình thôi, chưa là chả có ai mà này lại cấp cho mình vừa ngon vừa bổ vừa rẻ hết. Câu chuyện liên quan đến làm đẹp vùng kín, đó luôn luôn là một câu chuyện mà các chị em đau đáu suy nghĩ, kể cả các bác sĩ cũng đau đáu suy nghĩ. Cái này thì bác sĩ Cường phải chia sẻ thật sự là này, là đầu tiên là nếu mà chúng ta muốn làm đẹp vùng kín, tức là chúng ta đầu tiên là chúng ta không phải có cái việc ngại ngùng về việc là này ngắm nhìn vùng kín của mình xem tình trạng cụ thể nó như nào. Có một số chị em thì muốn làm đẹp vùng kín thế nhưng mà này là gần như là không muốn hoặc không có bao giờ có ý định là đến những cái nơi mà người ta có thể hỗ trợ cho mình các giải pháp đấy. Có chuyện đơn giản ví dụ như là này là chúng ta khi mà chúng ta nhìn mình trong gương ấy, thì mình sẽ thấy rằng là dạo này hình như cái tóc của mình nó đang chưa được đẹp lắm, cái da của mình dạo này hình như nó hơi nhiều mụn chẳng hạn, thì ở vùng kín nó cũng vẽ phải được chăm sóc được đều đặn thường xuyên. Ví dụ như chị em hàng ngày chỉ hầu có những chị em có khi chả bao giờ để ý này là hiện tại của mình trông nó đẹp hay nó xấu như nào, và những cái xấu cái ngại đấy của mình ý, thì nó cao hơn cái việc muốn làm đẹp, và mình chỉ muốn là tự chăm sóc. Thì với bác sĩ Cường nghĩ là cái việc này ý, có thể nó sẽ không phải là dễ dàng như thế, ít nhất là này là chị em sẽ phải làm mấy cái việc sau để cho cái vùng kín của mình nó đẹp hơn. Ví dụ như này, việc đầu tiên là giữ cho cái khu vực âm hộ âm đạo của mình không bị có những dấu hiệu viêm nhiễm, sạch sẽ. Cái thứ hai là này là có rất nhiều chị em thì cái hệ thống lông ở vùng kín nó rất là dày, rất là dài, và những cái hệ thống lông vùng kín đấy nó sẽ là một yếu tố làm tăng cái sắc tố da ở cái vùng này, làm cái vùng này tối hơn. Vì thế nên là đi triệt lông là một giải pháp sẽ làm cho vùng kín đẹp hơn, sáng hơn rất nhiều. Thứ ba nữa này, một số chị em thì môi bé của mình to quá, thâm, sẫm màu, dài, thì nếu cái môi bé của mình nó quá to, nó không cân đối so với cái âm hộ của mình, do toàn bộ cái vùng âm hộ là cái từ chung để từ về chuyên môn thì trả lời về cái vùng kín, thì mình nên đi phẫu thuật để cho nó nhỏ lại, nó gọn lại. Cái điều thứ ba nữa là này là khi mà chúng ta sống ở một cái điều kiện khí hậu nóng ẩm
như ở Việt Nam. Và nếu chúng ta thường xuyên là sống trong điều kiện nóng như thế thì cơ thể chúng ta ở cái vùng đấy nó sẽ có những cái giải pháp để giải nhiệt, dẫn đến tình trạng là các lỗ chân lông nó to hơn này, nó sẽ sẫm màu hơn này. Và đấy là cái lý do, và thường là chúng ta nên để cho cơ thể chúng ta ở trong cái điều kiện mát, thì bản thân là này, là các tế bào da của chúng ta cũng sẽ, lỗ chân lông nó sẽ nhỏ hơn và nó sẽ sáng màu hơn. Và cái việc mà thường xuyên chăm sóc, vệ sinh đúng cách, vệ sinh đúng cách ở đây là này, là ví dụ như khi sau quan hệ xong chúng ta sẽ rửa sạch này, sau đấy chúng ta có thể dùng thuốc cân bằng môi trường âm đạo này, hoặc là này là hàng ngày thì chúng ta nên có một cái ngắm nghía, mình nhìn xem là hiện tại liệu cái vấn đề của mình có cải thiện gì không, có cần thiết là ví dụ đơn giản là này làm tẩy da chết ở vùng đấy không này, hoặc là chúng ta làm nước sạch cái này là làm cho cái lông nó ngắn đi cũng sẽ là giải pháp, làm cho cái vùng đấy của mình nó sáng hơn và nó đẹp hơn. Và đầu tiên là này chúng ta phải chú ý và chăm sóc hơn, đấy là giải pháp đầu tiên. Cái thứ hai, nếu chúng ta có những cái khu vực nào, những cái chỗ nào mà cảm giác thấy chưa đẹp thì chúng ta phải, đương nhiên là chúng ta phải đi gặp bác sĩ để phẫu thuật rồi. Chứ nếu mà chúng ta lại bảo là chưa đẹp mà chúng ta chỉ có giải pháp mà này chỉ có mỗi là tự chăm sóc chẳng hạn thì nó là bất khả thi và nó sẽ không thể nào hợp lý, không phù hợp được.